Xin giới thiệu với cả nhà, đây là cây chìa vôi. Rất nhiều bạn nhầm một dây đau xương. Chìa vôi lá sẻ này. Cây chìa vôi là chữa thoái hóa đốt sống rất là hiệu quả. Ở bên mình thì chỉ bán cây giống thôi nhé. Cây giống thì trồng trong bầu ươm. Cây này bên mình ươm được 2 tháng rồi. Đây đã có rễ rất đầy đủ rồi. Chìa vôi là dạng thân leo. Các bạn trồng thì các bạn phải có cái dàn để cho cây nó bám. Để sử dụng cái cây chìa vôi này thì các bạn sử dụng cả thân nhá, thân cành nhá. Sử dụng hết á. Sử dụng thì chúng ta cũng thể sử dụng tươi và sử dụng khô. Nếu sử dụng khô thì chúng ta cắt, xong rồi chúng ta cắt các đoạn nhỏ phơi khô. Nếu là chúng ta để những cái nơi thoáng mát. Hiện tại cây giống thì đang có sẵn tại vườn, tại địa chỉ ngách 68 trên 45 ngõ 68 đường Nguyễn Văn Ninh, quận Long Biên, Hà Nội. Các bạn có muốn tư vấn về cây giống chìa vôi thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số 0966 446329. Ngoài cây chìa vôi ra thì bên mình còn rất nhiều giống cây dược liệu khác. Như cây bạch hoa xà. Bạch hoa xà thì chữa xương khớp cũng rất là tốt. Xương khớp u nhọt. Bạch hoa xà chứ không phải bạch hoa xà thiệt thảo nhé. Đây là dây đau xương nữa. Dây đau xương hay gọi là khoan cân đằng. Còn rất nhiều các loại nhé. Các bạn có thể qua vườn trực tiếp để chọn cây giống, cũng sẽ được tư vấn cụ thể.